Hai, Ying dah mua? Ya, tak. Hey, hai. Seafood very good. Seafood? Oh. Ha. Hai. Ha? Oh, Ying à, Ying à, đi rồi. Mày đi hổ lâu rồi à? Bao nhiêu năm à? 10 years. Ở đây thì bao lâu? Khai cho bao lâu à? Bao nhiêu? 1 năm. 1 year plus. 1 year plus doing a claypot rice soup. They use gas and not the charcoal. What pot is that? Cậu bái đấy, cậu bái hãy bên đồ chỗ à? Cậu bái à, cậu bái mua chỗ. Ồ, mua chỗ à? Cậu bái cha mô đi à. Ồ, last time he... Cha mô đi à, cậu xe. Drove a lorry but accident. Thì ở bên đồ khó phát này gà hả đi? Mày... Oh, relative taught him how. Yo, kêu mẹ mẹ ngài lê đê. Lê kêu mẹ mẹ ngài. À, lê gơ store. Mô mẹ ngài. Mẹ? Kéo mày à bu cây phản. Kéo mày à bu cây phản. Fragrant rice, clay pot rice. Oh, this is the boss. Some starch. What are you doing? Some sesame oil. Maybe Shaoxing rice wine, spring onions. Shaoxing rice wine, I think. Thế thì kêu, thế thì kêu đêm hôi rồi kêu đêm mà. Ồ, 8 AM until 6 PM. Giờ giờ đi hay hôi à? Open every day. I'm gonna boil some of those vegetables there. The salad. Put some oil into the water, I think. Some vegetable. To accompany a clay pot. I'm going to put some sauces. Soya sauce, onion oil, I think, caramelized onions, that's it, very simple. Oh, that pot has chicken feet.
mua rồi. Thank you. Quay sinh quay sinh sinh vua 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 vua. Thank you Mr. Wu. Thank you. 我就是喜欢再下去上班这样。 Thank you Mr. Wu. OK. Sesame oil chicken, paper chicken rice 7 ringgit, small 14 ringgit, big, and other dishes here, like the vegetables 4 ringgit, chicken feet 5 ringgit, and the rest. Pork knuckles also is about 7 ringgit. Thank you.